Chào các bạn và các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu Unit 2 với chủ đề School trong sách tiếng Anh lớp 6 mới I Learn Smart World. Các bạn và các em thân mến, để chúng ta có thêm các bài giảng tham khảo, các bạn và các em hãy tìm chương trình mới trung học cơ sở trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Bây giờ, chúng ta cùng quay trở lại với nội dung của bài học. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung về ngữ pháp. Unit 2, School, Lesson 2, Grammar, Page 18. Chúng ta đi vào mục thứ nhất. Nhiệm vụ A, Listen and Repeat, hãy nghe và nhắc lại. Ở đây là một đoạn đối thoại giữa bạn nam và bạn nữ. Trong đó, bạn nam có hỏi bạn nữ rằng có thích đọc sách không? Và bạn nữ trả lời là có. Vậy thì họ hỏi như thế nào? Chúng ta cùng nghe. Unit 2. School. Lesson 2. Track 23. Grammar. Listen and repeat. There's a book club. Do you like reading books? Yes, I do. Chúng ta cùng nghe lại một lần nữa. Unit 2. School. Lesson 2. Track 23. Grammar. Listen and repeat. There's a book club. Do you like reading books? Yes, I do. Sau này, bạn nam hỏi. Bạn nam nói là, there's a book club. Có một câu lạc bộ sách đấy. Do you like reading books? Bạn có thích đọc sách không? Bạn nữ nói trả lời, yes, I do. Và trong trường hợp này, chúng ta thấy là bạn nam đã sử dụng động từ like và sau động từ like, bạn để động từ read ở dạng verb. Vậy thì khi muốn nói là thích làm cái gì đó, chúng ta sẽ dùng động từ like cộng với động từ chỉ hoạt động đó để ở dạng verb. Like có nghĩa là thích. Like cộng verb có nghĩa là thích làm gì. Dùng để nói khi ai đó thích làm việc gì đó lâu dài. Và chúng ta có cách cấu tạo động từ ở dạng verb như sau. Nếu động từ kết thúc là chữ cái y, bỏ y và thêm ing, ví dụ move, moving. Nếu động từ có cấu tạo phụ âm, nguyên âm, phụ âm, chúng ta hãy nhân đôi phụ âm lên, ví dụ run, running. Khi không nhân đôi phụ âm, khi kết thúc là các chữ cái w, y dài và x, ví dụ play, playing. Chúng ta cùng thực hiện bài tập sau đây. Bài tập B. Rewrite the verbs using ing. Hãy viết lại các động từ sau sử dụng dạng verb ing. Ở cột thứ nhất, đây chính là động từ của nguyên dạng. Cột thứ hai, chúng ta phải cấu tạo động từ ở dạng verb ing. Cột thứ ba là nghĩa của tiếng Việt. Cột thứ nhất, chúng ta có sing, hát, draw, vẽ, cut, read, đọc, dance, khiêu vũ, get, nhận, trở nên thế nào đó, act, diễn xuất. Và ở đây có những động từ thêm đuôi ing bình thường. Có những động từ chúng ta phải nhân đôi phụ âm. Và cũng có những động từ chúng ta phải bớt âm y đi để chúng ta thêm ing vào. Vậy động từ số 2, draw, drawing, chúng ta thêm ing bình thường. Động từ số 3, cut, cutting, chúng ta nhân đôi phụ âm, sau đó thêm đuôi ing. Số 4, read, reading, chúng ta thêm ing bình thường. Động từ số 5, dance, dancing. Vì có âm y ở cuối cùng, chúng ta bỏ âm y đi và thêm đuôi ing. 6. Get, getting. Có phụ âm cuối cùng, chúng ta nhân đôi phụ âm, thêm đuôi ing. Số 7. Act, acting. Trong trường hợp này, chúng ta cứ thêm đuôi ing và không phải nhân đôi phụ âm nữa. Chúng ta hãy chú ý, khi chúng ta làm những bài tập như thế này, chúng ta hãy vừa đọc hay nói khác vừa phát âm, vừa ghi chép và hãy ghi chép cho cẩn thận để chúng ta có thể học từ mới hay cấu tạo từ được một cách dễ dàng hơn. Chúng ta sang phần tiếp theo. Hãy sử dụng các từ cấu tạo được cấu tạo ở bài tập B để đặt câu và nói. Hãy sử dụng các từ được cấu tạo ở bài tập B đặt câu và nói. Trong đó chúng ta có sử dụng các cấu trúc sau. Một, I like cộng với động từ dạng verb ing. Câu 2, I don't like cộng với động từ ở dạng verb ing. Ví dụ,
I like singing in my free time. I like singing in my free time. 2. She likes drawing pictures. She likes drawing pictures. 3. We don't like cutting trees. We don't like cutting trees. 4. Children like reading books. She like reading books. 5. We like dancing together. We like dancing together. 6. He doesn't like getting up early in the morning. He doesn't like getting up in the morning. Chúng ta nhớ là đi với ngôi ai, động từ không chia. Đi với ngôi ai, you, we, they, động từ không chia. Hoặc là khi đặt câu phủ định, chúng ta sử dụng trợ động từ don't like. Tuy nhiên, khi đi với các ngôi thứ ba số ít, she, he, it, khi đặt câu khẳng định, chúng ta phải chia likes, thêm s, likes. Và nếu đặt câu phủ định, chúng ta phải sử dụng trợ động từ doesn't, doesn't. Câu số 7. We like acting in art lessons. We like it acting in art lessons. Chúng ta sang bài tập C. Fill in the blanks. Hãy điền vào chỗ trống. Ở đây là đoạn đối thoại giữa bạn A và bạn B. Các bạn phải sử dụng các từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống. Ví dụ ở vị trí số 1 thì người ta cho chúng ta động từ paint và sau like chúng ta để painting. There is an art club. Do you like painting? No, I don't. Do you like? Cũng sau like này, chúng ta thấy ở đây có do outdoor activities. Doing outdoor activities. Doing outdoor activities. Tương tự như thế với vị trí số 3, chúng ta làm như nào ạ? Sau like, playing tennis. Playing tennis. Vị trí số 4, chúng ta thấy là có gì ạ? Swim. Chỗ này chúng ta phải nhân đôi phụ âm rồi. Like swimming. Chúng ta cùng thực hành như sau. Một bạn đóng vai A, một bạn đóng vai B. Để thay phiên nhau sẽ đọc đoạn hội thoại này. Chúng ta lưu ý cho cô, sau like, động từ để dạng verb in. Và chúng ta có 3 cách cấu tạo động từ dạng verb in. Ở đây chúng ta thấy có hai dạng rồi đúng không ạ? Cứ thêm verb in. Đấy. Và dạng thứ hai đó chính là gì ạ? Nhân đôi phụ âm. Sau khi thực hành xong, các bạn lại đổi vai cho nhau. Bạn đóng vai B, đọc phần A. Và bạn đóng vai A, đọc phần B. There is an art club. Do you like painting? No, I don't. Do you like doing outdoor activities? Yes, I do. I like sport. Do you like playing tennis? Not really. Do you like swimming? Yes, I do. Great. We can sign up for the swimming club. À, hóa ra hai bạn này là đang rủ nhau tham gia vào các câu lạc bộ trong trường. Và cuối cùng thì các bạn đã được chọn. Các bạn đã chọn một câu lạc bộ hợp lý. Đó là câu lạc bộ bơi. Và bọn họ cùng đăng ký vào câu lạc bộ bơi. Cô và các em vừa tìm hiểu tiết số 2 của lesson 2 với chủ đề school. Các bạn và các em thân mến, để có thêm các bài giảng tham khảo, các bạn và các em hãy tìm bài giảng bằng cách đánh từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Hẹn gặp lại các bạn và các em ở những bài học sau.